Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video là để giới thiệu lại cái mẫu bát 25JBL màng xếp ly lượn sóng gân vải tầm dầu. Và cấu hình con này là từ 170 côn 65. Đấy. Con này cấu hình rất là khỏe. Con này đánh tiếng bát rất là thích. Anh em rất nhiều người sử dụng con bát này của Tùng Nguyễn. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái mẫu bát này của Tùng Nguyễn nhá. Trước tiên Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu về cái phần củ tê từ của nó. Từ 170. Từ 170. Xương nhôm đúc. Gân vải tầm dầu, xương của nó là xương trẻ đôi. Con này trở kháng 8 ohm. Dòng JBL. Và cái kẹp lỗ của nó là thép trắng các bác nha. Con này nó cho tiếng bát rất là khỏe. Dòng JBL bao giờ cũng thiện về tiếng bát nhiều hơn. Cái cặp kẹp lỗ này rất là dày. Con bát này rất là nặng. Tùng Nguyễn đóng gói rồi vận chuyển cho bác. Các bác bao giờ cũng là 12 cân. Còn cặp bát này chắc chắn nó phải rơi vào tầm 5 cân rưỡi. Côn của con này là côn 65. Côn 65 các bác nha. Chạm con này là chạm nhún này. Đấy, chạm nhún dương âm. Và các bác xem cái kẹp lỗ của nó quá dày ạ. Nhìn phê luôn. Kẹp lỗ màu thép trắng. Và tê của nó màu đen. Xương nhôm đúc sự trẻ đôi. Con này Tùng Nguyễn lên thùng rồi. Và cặp bát 25 Martin cũng lên thùng rồi. Thì cấu hình màng của nó thì nó là màng xếp ly lượn sóng. Đó là đặc trưng của dòng JBL. Lón đen, gân vải tầm dầu. Và con này là 3 gân ạ. 1, 2, 3. 3 gân xếp chứ không phải là 2 gân. Đấy. Nhiều các bác cứ thích phải 3 gân nhưng mà thật sự là 3 gân 12 gân nó đều chất lượng âm thanh nó như nhau mà. Quan trọng là nhìn các cái cấu hình xương này, cấu hình màng này. Đấy, cấu hình côn này, kẹp tê, kẹp lỗ này nó phải chớt thì cái bát nó mới hay chứ không phải là cái gân này cứ phải 3 gân nó mới hay. Đấy. Con này là 3 gân xếp. Gân vải tầm dầu, đường keo nó rất là dính để nó bảo vệ gân, dưỡng gân cho cái độ gân nó mềm hơn. Các bác cũng biết là các cái như kiểu là mình cảm tưởng như một cái khăn mặt đi. Mình dấn nước vào bao giờ nó cho cái khăn mặt rất là mềm. Còn nó khi mình để phơi nắng nó khô thì trông nó rất là thô và rát. Nó sẽ không được, cái gân khi đánh nhạc nó sẽ không được mềm. Đấy, nó tẩm dầu và cái độ mềm dẻo nó sẽ được tăng hơn. Các bác nên nhớ là thép của bích của nó là màu thép trắng. Và cái bích này nó rất là dày. Đấy, chất lượng âm thanh rất tốt. Tiếng bát khỏe. Quá nhiều anh em lắp cái bát 25JBL này của Tùng Nguyễn. Rất là đẹp, cấu hình quá khủng ạ. Con này công suất tầm 300W. Đấy là công suất thực của nó. Mình dùng các cái dòng âm ly khỏe một chút. Hoặc là con này đánh đẩy thoải mái. Chịu đòn rất tốt. JBL. Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây. Tất cả các bác dùng gia đình và anh em lắp ráp mới có nhu cầu đến cái dòng bát 25JBL thì liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn đặt hàng và để Tùng Nguyễn ship cho các bác. Tùng Nguyễn ship toàn quốc. Giá của cặp này là 1.550.000. Chưa có phí vận chuyển các bác nhé. Tùng Nguyễn xin khép lại video ở đây. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh của Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.